Tiếng Việt của mình á thì chúng ta sử dụng cái hệ thống chữ số của bên Pháp đó, theo tiêu chuẩn của Pháp. Cho nên chúng ta viết số đó, chúng ta hay viết là ví dụ như 300.000 đô thì chúng ta 300 chấm một cái rồi ba số 0, đúng không? Nhưng khi các bạn viết tiếng Anh đó thì các bạn sẽ dùng theo tiêu chuẩn của người Mỹ nha, của người Mỹ hay người Anh đó, thì người ta sẽ không dùng dấu chấm mà người ta dùng dấu phẩy, 300 phẩy một cái ngàn. Mình thấy có nhiều bạn viết thì các bạn không lưu ý phần này lắm. Và có một số bạn viết đó thì 300.000 đô la, đúng không? Các bạn viết là 300.000 xong rồi các bạn thêm cái chữ S ở phía sau. 300.000 rồi S ở phía sau ha, xong rồi cái USD ở phía sau nữa. Thì nó hơi ngược so với tiếng Việt mình một chút, nhưng đây là cách mà tiếng Anh hay là tiếng Anh của người Anh hay tiếng Anh của người Mỹ đó. Tiếng Anh thì người ta dùng đồng bảng. Đồng bảng là pound. Tiếng Anh của người Mỹ thì người ta dùng dollar, US dollar. Thì người ta dùng cái dấu hiệu là chữ sign, là cái chữ S gạch đó, thì người ta để cái chữ S trước nha. Chữ S trước, ví dụ như 50 đô đi thì người ta để chữ S trước rồi 50. Người ta khi mà người ta đọc lên á thì người ta vẫn đọc là $50. Nhưng khi người ta viết á thì người ta lại viết cái chữ S trước rồi mới tới số 50. Thì đó là cái điều mà các bạn cần lưu ý nha. Và khi các bạn đã có chữ S này rồi đó thì các bạn không cần cái USD ngoài phía sau nữa. Và cái chữ bảng Anh á thì nó có cái chữ mà cái ký hiệu riêng của nó, người ta để cái chữ đó trước, sau đó mới để tới con số. Và người ta dùng dấu phẩy để mà tách cái đơn vị hàng ngàn ra, và dấu chấm dùng để cho chấm thập phân. Nó ngược lại với tiếng Việt mình, cho nên khi các bạn viết thì các bạn lưu ý điều đó. Cái này thì nó cũng không quan trọng lắm, nhưng khi các bạn viết những bài mà cho quốc tế đọc đó, thì khi các bạn viết tiếng Anh, người ta sẽ tự hiểu là các bạn sẽ đi theo tiêu chuẩn của người Anh, người Mỹ, nên người ta sẽ đọc theo cách đó. Nếu các bạn viết mà 20.000 đó thì người ta sẽ không hiểu là 20.000, mà người ta sẽ hiểu là 20 rồi phần ở phía sau là phần thập phân nha. Cho nên phải cẩn thận, lúc đó là các bạn mất tới 1.000 lần cái gì mà các bạn đang nói, ví dụ tiền 20.000 đô với lại 20 đô la thì phải cẩn thận. Được, thực ra cái dấu phẩy đó, thì cái dấu phẩy mà cách cái đơn vị hàng ngàn đó, nó thực ra là nó giúp cho mình dễ nhìn thôi. Ví dụ như bây giờ mình nói tới 1 triệu hay là 1 tỷ chẳng hạn, thì nó có tới 6 chữ số 0 hay là 9 chữ số 0. Lúc đó đó, nếu mà mình có dấu phẩy để tách ra đó thì người ta sẽ dễ đếm hơn thôi. Chứ chứ nó không phải là bắt buộc, có nghĩa là cái giá trị nó vẫn giống như vậy. Cho nên tùy theo các bạn nhé, các bạn muốn cho người ta dễ nhìn đó, người ta không bị đau mắt á. Nếu mà ở nhà các bạn không có ai, không có bà con nào mở tiệm mắt kiếng á, thì cứ bỏ dấu phẩy vô. Còn nếu mà có bà con mở tiệm mắt kiếng á, thì cứ bỏ dấu phẩy qua bên, không cần để vô ha, để có thêm khách hàng.